xin chào và chào mừng các bạn đến với video tin vắn chiến sự nga ukraine sớm ngày 22 tháng 10. Nơi chúng ta sẽ cùng điểm qua tất cả các tin tức đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua khi quân đội nga tung đòn quyết định tại mặt trận kuzkơ khiến các đơn vị của ukraine đang rơi vào tình hình khó khăn trầm trọng hơn không chỉ bởi tổn thất lớn mà còn bởi những cú gia đòn thành công của lực lượng nga ukraine tổn thất lớn ở kuzkơ kênh rizoka cho biết lực lượng Moscow đang chuẩn bị cho đòn quyết định hạ gục quân đội Ukraine ở khu vực Kursk. Từ đầu tuần, quân đội Nga bắt đầu để đối phương ra khỏi vùng Kursk với sức mạnh mới. Tình hình của lực lượng Kiev trở nên trầm trọng hơn, không chỉ bởi tổn thất lớn về quân số mà còn bởi những cú ra đòn thành công của Nga, tước đi hầu hết cầu này đến cầu khác của đối phương. Lực lượng Moscow đã buộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 quân đội Ukraine phải rút lui khỏi quận Gluskovsky, giành lại Novoy Vanovka và Leonidovo đồng thời tiến hành chuẩn bị bao vây đối phương ở phía bắc đoạn Novoi và Nuka, Malea Lopnia. Đồng thời, quân đội Nga đang phát triển cuộc tấn công vào Chasovia. Mỏ Block 9 ở phía nam thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của họ. Việc chiếm lĩnh khu vực này cùng với áp lực liên tục trong tiểu khu Oktyavsky sẽ giúp lực lượng Moscow nhanh chóng hạ gục các đơn vị đồn trú của đối phương. Quân đội Nga hiện chỉ còn cách Kuban 4 km. Chính quyền Ukraine bắt đầu ồ ạt sơ tán dân thường, cũng nói lên sự chuẩn bị của quân đội Ukraine cho trận chiến ở thành phố này. Kursk, giao tranh dữ dội ở quận Suza Theo kênh Riba, trên mặt trận Kursk, giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu vực và một khu vực khác, lực lượng Kiev lại cố gắng vượt qua biên giới. Tại quận Gluskovo, gần Volfino, một nhóm bộ binh Ukraine đã vượt qua biên giới Nga nhưng đã bị phát hiện và phân tán bởi hỏa lực pháo binh. Ở quận Kurenevo, giao tranh vẫn tiếp diễn, tình hình ở phía nam Lubimovka vẫn bị che khuất bởi sương mù chiến tranh. Trong địa giới hành chính của khu định cư, Ukraine đã sử dụng UAV có hệ thống xác định mục tiêu tự động. Về phía quận Suza, giao tranh vẫn tiếp diễn, không quân và pháo binh Nga đang hoạt động tại các khu định cư bị đối phương chiếm giữ. Cho đến nay vẫn chưa ghi nhận được tiến triển nào. Giao tranh dữ dội ở Kubian, Pokrov, kênh đưa tin, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine về hướng Kubian, quân đội Nga đang tiến vào Kuralia Kipka và các cánh đồng ở phía đông với giao tranh dữ dội đang diễn ra. Tại Pokrov, lực lượng Moscow đang tiến vào vùng ngoại ô phía đông của Selidovo với giao tranh ở phía nam thành phố. Ở Donetsk, quân xung kích Nga đang chiến đấu ở vùng ngoại ô Hinik và đã tiến vào vùng lân cận Zelane Druhe. Trên hướng Nam Donetsk, quân đội Nga có thành công về phía tây Vodiane và phía bắc Uleda, Vuleda, lực lượng Kiev đã bị đánh bật khỏi một số vành đai rừng. Quân đội Ukraine ở selidop nguy kịch Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga RFAF đang tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo ở phần phía nam của Donetsk, làng Katerinivka nói riêng hiện đang bị tranh chấp gai gắt. Theo các nguồn tin Ukraine, cuộc tấn công ở Hinnik cũng đã bắt đầu. Tình hình của quân đội Ukraine AFU ở selidop vẫn rất nguy kịch và lực lượng Moscow đang tấn công từ nhiều hướng. Ngoài ra, còn có hoạt động ở sườn phía bắc của Kuban và quân đội Nga đang tiến về tuyến đường tiếp tế quan trọng H32 tại khu vực xung quanh sông Oskin hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow đã gần tới bờ sông một số xe bọc thép đã được phát hiện trong làng tình hình đang diễn ra có lợi cho Nga khi cuối cùng họ đã cắt mặt trận Kuban thành hai nửa bắc và nam sau ba tuần giao tranh ác liệt lực lượng Moscow đã đột phá qua tuyến phòng thủ của đối phương theo hướng Kurakhov và giành quyền kiểm soát làng Zoryane Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngắt tấn công hơn 50 lần ở Kudakhov. Ukrainskaya Rada đưa tin, báo cáo tối ngày 20 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật đã có 167 trận giao tranh, trong đó có 53 cuộc ở hướng Kudakhov. Báo cáo có đoạn, đối phương đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa, nằm từ cuộc không kích bằng 99 bom KAB, sử dụng hơn 560 UAV và thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công bằng pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận quân đội Ukraine đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kubian, Liman, Siver, Kramato, Torez, Vremovsky, Orekhov và Dnieper. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục hoạt động ở khu vực Kursk. Đối phương đang tấn công dữ dội vào lực lượng phòng thủ Kiev theo hướng Pokrov. Tại đây trong ngày, họ đã thực hiện 45 hành động tấn công. Tổng cộng, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 41 cuộc tấn công theo hướng này và 4 cuộc giao tranh nữa đang diễn ra. Tình hình rất khó khăn nhưng đã được kiểm soát binh sĩ Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn Nga tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine, báo cáo viết. Theo thông tin sơ bộ, tổn thất của Moscow theo hướng này lên tới 490 binh sĩ, trong đó có 257 người thiệt mạng. Một số xe tăng thiết giáp, ô tô và pháo binh bị phá hủy hoặc hư hại, Bộ Tổng tham mưu thống kê. Phần nóng nhất đang ở hướng Kudakhov đã có 53 cuộc giao tranh. Nga vẫn hoạt động rất tích cực, nhưng hầu hết các đợt xung phong của họ bị quân đội Ukraine đẩy lùi. Deep State Nga chiếm thêm một làng ở Donetsk và tiến vào Kharkov. Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR cho biết, vào ngày 20 tháng 10, đối phương đã chiếm ngôi làng Zalenoze vetorozhe ở Pokrov thuộc vùng Donetsk. Báo cáo có đoạn, quân đội Nga cũng đã tiến vào Visnevoe, quận Izium, vùng Kharkov, Goliak thuộc Donetsk, Onkupka và Lubimovka tại vùng Kuzka. Nga tiến quân nhanh nhất ở Donbass sau 2 năm. Reuters đưa tin, Nga đang chiến đấu với Ukraine trên từng khu phố ở thị trấn Selidov trong bối cảnh Moscow đang hướng tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Các nguồn tin tình báo mở nhận định, Nga trong thời gian qua đang đạt được tốc độ tiến quân nhanh nhất ở mặt trận Biển Đông tính từ tháng 3 năm 2022, một tháng sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Sau đà tiến nhanh chóng vào ngày 20 tháng 2 năm 2022, Nga đối mặt với sự chống cự mạnh mẽ của Ukraine ở Donbass với những khu vực chiến lược Moscow phải mất tới nhiều tháng mới giành được. Tuy nhiên, kể từ tháng 9 năm nay, Nga bắt đầu tăng tốc đà tiến ở Donbass, dấu hiệu cho thấy ưu thế áp đảo của Moscow về quân số và vũ khí so với đối thủ trong cuộc chiến tiêu hao. Trong những tuần gần đây, Nga đã bảo vệ các thị trấn ở khu vực Donetsk và sau đó từ từ siết gọng kìm xung quanh chúng cho đến khi các đơn vị Ukraine buộc phải rút lui. Theo các kênh truyền thông thân Nga, Moscow đang áp dụng chiến thuật tương tự đối với Zelidov, nơi có dân số trước chiến sự là hơn 20.000 người. Theo Reuters, Nga tới nay đã kiểm soát được 80% khu vực Donbass, trung tâm công nghiệp nặng quan trọng hàng đầu của Ukraine. Nền kinh tế Ukraine có thể sẽ gặp thách thức lớn nếu bật đi các khu nhà máy và mỏ khoáng sản dồi dào ở đây. Từ nay, Nga đã kiểm soát gần như hoàn toàn Lugan và đạt được đà tiến nhanh ở Donetsk. Giới quan sát nhận định, Nga đã tận dụng việc Ukraine dồn quân lên Kursk để bảo vệ thành quả của cuộc tấn công hôm 6 tháng 8, khiến Kiev để lộ ra những lỗ hổng trên phòng tuyến khiến Moscow có thể khai thác cuộc chiến kéo dài 2 năm rưỡi ở Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết liệt khi lực lượng Nga tiến quân và phương Tây cân nhắc cách thức cuộc xung đột có thể kết thúc. Ukraine muốn trở thành thành viên NATO, một bước đi mà Nga cho rằng là không thể chấp nhận được. Mỹ và các cường quốc NATO chủ chốt chưa công khai ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về lời mời gia nhập NATO ngay lập tức. Tướng tư lệnh tối cao NATO lo ngại quân đội Nga có thể mạnh hơn sau xung đột. Tướng Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao quân đồng minh châu Âu tin rằng dù cuộc chiến ở Ukraine kết thúc thế nào, quân đội Nga sẽ mạnh hơn hiện tại. Khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc, dù thế nào đi nữa, quân đội Nga sẽ mạnh hơn ngày nay. Các lực lượng vũ trang Nga đang học hỏi, cải tiến và áp dụng kinh nghiệm thu được trong tác chiến. Tư lệnh tối cao quân đồng minh châu Âu Christopher Cavoli trả lời phỏng vấn hãng tin The Spiegel của Đức ngày 20 tháng 10. Ông cảnh báo, mặc dù Nga chịu tổn thất trong cuộc chiến với Ukraine, nhưng quân đội Nga vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm của NATO do vậy theo ông nato không nên đánh giá thấp sức mạnh quân sự của moscow ông kêu gọi nato nhanh chóng chuẩn bị cho mối đe dọa này bởi nga sẽ là đối thủ có tiềm lực quân sự nghiêm trọng đó là lý do tại sao chúng ta phải chuẩn bị và cần lực lượng vũ trang có thể chống chọi được ông nói theo ông cavoli các kế hoạch phòng thủ mới của liên minh cũng như các nghĩa vụ gia tăng đối với từng thành viên nato cần được thực hiện nhanh chóng ý tôi là chúng ta phải nhanh hơn người nga ông nhấn mạnh tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang Nga thêm 180.000 người, nâng tổng số lên 2,39 triệu nhân sự, trong đó số quân nhân tại ngũ lên tới 1,5 triệu người. Đây là sắc lệnh thứ ba được Tổng thống Putin ký ban hành kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nữ sĩ quan Ukraine thừa nhận tình cảnh của quân đội Các nỗ lực của Ukraine nhằm hoàn thành mục tiêu trong cuộc xung đột với Nga đang vượt khỏi tầm tay, nữ chỉ huy Ukraine Julia Mikitenko nói với báo Anh Telegraph, sự mệt mỏi trong hàng ngũ quân đội Ukraine. Tôi biết là tôi đã mệt mỏi, tôi thực sự rất mệt mỏi, tôi biết các quân nhân của chúng tôi cũng vậy. Nhiều người đã phục vụ trong các đơn vị xung kích và họ thực sự đang kiệt sức. Nữ thiếu tá Julia Mikitenko, 29 tuổi, nói trong một cuộc phỏng vấn. Thiếu tá Mikitenko nằm trong số ít các nữ sĩ quan Ukraine chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2022 cục chỉ huy đơn vị chuyên điều khiển máy bay không người lái UAV gồm 25 người, đơn vị trực thuộc lữ đoàn cơ giới số 54. Trong hơn 2,5 năm qua, Mikitenko và các đồng đội đã chiến đấu không ngừng nghỉ ở tiền tuyến, tuyến vùng Donbass. Nhiệm vụ hàng ngày của Mikitenko là chỉ đạo các hoạt động trinh sát để lùi các cuộc tấn công bên phía Nga. Trả lời phỏng vấn báo Anh ở London, Mikitenko cho biết đây là kỳ nghỉ phép đầu tiên của cô sau gần một năm cuộc phỏng vấn diễn ra sau khi tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố kế hoạch chiến thắng gồm 5 điểm nhưng hầu như không được các đồng minh phương Tây hưởng ứng. Quân đội Ukraine ở tiền tuyến đang bị Nga áp đảo trên nhiều mặt trận. Ukraine khó có thể đảo ngược tình hình. Trả lời báo Anh, Thiếu tá Mykitenko thừa nhận cục diện xung đột đã thay đổi, cánh cửa chiến thắng của Ukraine đang ngày càng xa vời. Tôi đã hy vọng về một sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn của phương Tây. Tôi đã hy vọng chúng tôi nhận được chiến đấu cơ F-16 từ năm 2022, cũng như xe tăng Abrams và hệ thống phòng không Patriot. Đây là thời điểm mà chúng tôi cần các khí tài này nhất. Thiếu tá Mikitenko nói, mô tả năm 2022 là thời điểm mà quân đội Ukraine có năng lực và ý chí sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Sau cuộc phản công mùa hè năm 2023 không đạt kỳ vọng, Ukraine đã rơi vào thế phải chống đỡ, nhưng vẫn liên tiếp để mất các thành trì quan trọng. Phương Tây đã cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi yêu cầu như năm 2022, nhưng cục diện xung đột đã thay đổi. Chúng tôi đã hứng chịu tổn thất đáng kể, thiếu tá Mikitenko nói. Động lực chiến đấu của chúng tôi đã thấp hơn nhiều so với cách đây một năm. Chúng tôi lẽ ra đã có thể kết thúc xung đột vào năm 2023. Bây giờ thì gần như bất khả thi. Chúng tôi sẽ không thể lấy lại sức mạnh như thời điểm năm 2022 hoặc ít nhất cần 10 năm nữa, Mikitenko nói với báo Anh. Nhìn chung, nữ chỉ huy Ukraine nói chiến thắng tưởng chừng như là điều rất gần với Ukraine, nhưng này đã vượt khỏi tầm tay. Theo Telegraph, phương Tây hiện vẫn đang xem xét các lựa chọn nhằm giúp Ukraine lấy lại thế trận. Chúng tôi đang xem xét hỗ trợ Ukraine giữ thành trì Pokrov ở vùng Donetsk, cũng như các vùng lãnh thổ mà Kiev vẫn đang kiểm soát ở vùng Kursk của Nga, một quan chức phương Tây nói. Chúng tôi kỳ vọng Ukraine có thể duy trì chiến đấu trong giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi cũng lo ngại các xu hướng khó khăn mà Ukraine đối mặt nếu xung đột tiếp bước sang năm 2025 và 2026, quan chức phương Tây giấu tên nói thêm. Zelensky triệu tập Hội đồng An ninh và Quốc phòng. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối ngày 20 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên lịch họp Hội đồng An ninh và Quốc phòng và yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật phản hồi với các Ủy ban chuyên gia y tế và xã hội MSEK và việc đăng ký các trường hợp khuyết tật giả mạo. Ông nói, thật không hay, ở hậu phương Ukraine, những điều đang xảy ra không cần bất kỳ kẻ thù nào. Đây là một kẻ thù nội bộ thực sự những gì đang xảy ra với các ủy ban chuyên gia y tế và xã hội và sự trơ tráo của những người, đặc biệt là các công tố viên, đã lợi dụng mối quan hệ của họ với MSK và lấy được giấy chứng nhận khuyết tật giả mạo. Tôi mong đợi các cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là SBU, Cục Điều tra Nhà nước, Văn phòng Tổng Công tố, có những quyết định nhanh chóng và cứng rắn phù hợp. Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia đã bổ nhiệm họ, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh. Nga phóng UAV tấn công từ Bắc và Nam không quân Ukraine cho biết, tối ngày 20 tháng 10, UAV tấn công của Nga được phát hiện di chuyển từ Bắc và Nam. Khoảng 21 giờ, tại khu vực Sumy và sau đó là Chernihiv, một mối đe dọa về UAV tấn công đã được công bố. Từ 21 giờ 31 phút đến 23 giờ 55 phút, không quân báo cáo về sự di chuyển của UAV đối phương ở Sumy, Chernihiv, Poltava, Odessa, Kiev, Vinnytsia, Kherson, Mykolaiv, Nikolaev, Zitomi, Rivne, Khmelnytsky, sau nửa đêm, tiếp tục có các cập nhật về hướng di chuyển của UAV trên hầu khắp lãnh thổ Ukraine. Vào dạng sáng ngày 21 tháng 10, UAV Nga cố gắng tấn công Kiev với khoảng 10 chiếc đã bị vô hiệu hóa. Một người bị thương, báo động không kích ở Kiev kéo dài hơn 5 giờ khi UAV Nga tiếp cận thủ đô từ nhiều hướng khác nhau. Hậu quả của cuộc tấn công của máy bay không người lái tấn công của Nga vào Kiev, các mảnh vỡ đã rơi xuống các quận Ternipropsky, Golosevsky và Solomensky của thành phố. Ukraine oanh tạc nhà máy thuốc nổ của Nga, Moscow bắn hạ hơn 100 UAV Kiev. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ra thông báo cho biết họ đã tập kích một cơ sở sản xuất thuốc nổ quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga ngay trong đêm, cũng như cơ sở tích trữ tại một sân bay quân sự ở tỉnh Lipet của Nga. Trong lúc Ukraine đang phá nhà máy thuốc nổ của Nga, thì Bộ Quốc phòng Nga cho hay các đơn vị phòng không của nước này đã bắn hạ 110 máy bay không người lái UAV của Ukraine tại nhiều nơi của nước Nga, bao gồm một chiếc trên bầu trời tỉnh Moscow, 43 chiếc trên bầu trời tỉnh Kursk và 27 chiếc ở tỉnh Lipetsk nằm ở miền Tây Nam nước Nga. Kênh Telegram shot của Nga đưa tin, các UAV trên nỗ lực đánh vào xí nghiệp quốc doanh JMS Vlop ở thành phố Dezhin, tỉnh Nini Novgorod, cách Moscow khoảng 400 km về phía đông. Nhà máy thuốc nổ trên là một trong những cơ sở sản xuất lớn nhất của quân đội Nga chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay họ vẫn đang đánh giá thiệt hại từ vụ tấn công này. Thống đốc tỉnh Nini Nukgorod cho biết có bốn lính cứu hỏa bị thương do mảnh vỡ trong vụ tập kích UAV vào một cơ sở công nghiệp ở thành phố Dezhin. Viên thống đốc không nói cụ thể về mục tiêu của vụ tấn công sót phản ánh cư dân địa phương chứng kiến những vụ nổ mạnh và khói trắng bốc lên ở khu vực nhà máy thuốc nổ. Kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng 8 UAV Ukraine đã bị phá hủy trên bầu trời tỉnh Nini Nukorod. Tổng thống Georgia đánh tiếng với Zelensky, chúng ta sẽ tiến vào châu Âu. European Pravda đưa tin, trong một cuộc meeting quy mô lớn tại Tbilisi ủng hộ phong trào của đất nước hướng tới EU, Tổng thống Georgia Salome Zurabishvili đã tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ là người chiến thắng. Phát biểu trước nhà lãnh đạo Ukraine, bà Zura Pitvili lưu ý, tôi muốn phát biểu trước Volodymyr Zelensky. Từ đây, thay mặt cho các bạn, những người ở quảng trường và nói với ông ấy rằng chúng tôi biết rằng ông ấy đang chiến đấu vì chúng tôi và sẽ là người chiến thắng, và chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào châu Âu. EU đàm phán kết nạp Ukraine Các nước Liên minh châu Âu EU chấp thuận khởi động đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova vào tuần tới. Bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU) của các nước dự kiến bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên với Ukraine và sau đó là với Moldova tại Luxembourg Mỹ, vào ngày 22 tháng 10. Tổng thống Ukraine gọi việc bắt đầu đàm phán là bước tiến lịch sử. Ukraine và Moldova nộp đơn xin gia nhập EU sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Việc bắt đầu đàm phán đưa hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ vào giai đoạn đầu của quá trình cải cách kéo dài nhiều năm trước khi họ trở thành thành viên chính thức. Hồi tháng 12, các nhà lãnh đạo EU có bước đi quan trọng khi đồng ý mở nhiều cuộc đàm phán về việc Ukraine bị chiến tranh tàn phá và Moldova gia nhập liên minh. Nhưng để bắt đầu cuộc đàm phán, thành viên của khối phải ký kết khuôn khổ chính thức cho tiến trình này. Ban điều hành EU cũng thông báo với quốc gia thành viên rằng Ukraine và Moldova đáp ứng mọi tiêu chí cần thiết để bắt đầu cuộc đàm phán. Ukraine đang tạo ấn tượng lớn với những người ủng hộ ở châu Âu bằng cách triển khai cải cách quan trọng áp lực thúc đẩy Ukraine tiến tới bước tiếp theo trong nỗ lực trở thành thành viên chính thức ngày càng gia tăng do lo ngại Hungary gây cản trở. Trước đó, Hungary tuyên bố không có ý định tổ chức thêm bất kỳ vòng đàm phán nào với Ukraine. Cuộc xung đột quân sự của Nga ở Ukraine làm bùng nổ động thái muốn kết nạp thêm thành viên mới của EU sau nhiều năm không đạt được tiến triển trong nỗ lực gia nhập khối. Hồi tháng 12 năm 2023, EU cấp tư cách ứng cử viên cho nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ là Georgia. Đồng thời, chấp thuận nhiều cuộc đàm phán gia nhập của Bosnia và mở ra cuộc đàm phán tương tự với Serbia, Montenegro, Albania, Bắc Macedonia. Ukraine ký thỏa thuận phòng không với phương Tây Kiev đã ký một thỏa thuận với Đức về các hành động ngay lập tức để tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Đan Mạch cũng sẽ tham gia thỏa thuận này. Trong bài đăng trên Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng G7, chúng tôi đã ký một thỏa thuận quan trọng với Đức về các hành động ngay lập tức để tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Thỏa thuận này quy định các quốc gia ký kết sẽ đóng góp vào các dự án chung hoặc chi trả cho các dự án của riêng họ nhằm tăng cường năng lực phòng không của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài Ukraine, năm quốc gia khác sẽ tham gia thỏa thuận gồm Đức, Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Đan Mạch. Bộ trưởng Umerov cảm ơn Đức và các quốc gia khác vì sáng kiến này và vì đã có đóng góp to lớn cho an ninh Ukraine. Ngày 19 tháng 10, các bộ trưởng quốc phòng nhóm G7 đã ra tuyên bố chung sau cuộc họp tại Nablus Ý rằng nhóm này ủng hộ con đường không thể đảo ngược của Ukraine hướng tới sự hội nhập hoàn toàn vào châu Âu Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Biểu tình bên ngoài cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng G7 trấn an Ukraine. Các bộ trưởng quốc phòng nhóm G7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 hôm qua khẳng định sự ủng hộ không thể lay chuyển đối với nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời bày tỏ quan ngại về những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng quốc phòng G7. Hội nghị bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của nhóm G7 diễn ra trong thời điểm một máy bay không người lái nhắm vào tư dinh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Italy đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên G7 trong bối cảnh phương Tây vẫn đang vật lộn với cuộc xung đột tại Ukraine cùng những căng thẳng gia tăng dọc biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp tại thành phố miền nam Napoli, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng G7 không thể tự mình giải quyết căng thẳng toàn cầu mà cần phải thúc đẩy hành động trên toàn cộng đồng quốc tế. Một trong những điểm chính của cuộc họp là sự ủng hộ vững chắc đối với Ukraine. Chúng tôi cũng cam kết duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế và phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực. Bên cạnh các thành viên G7 như Italy, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Anh và Nhật Bản, cuộc họp ngày hôm qua cũng có sự tham gia của các đại diện NATO, Liên minh châu Âu và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Trong tuyên bố cuối cùng, G7 ủng hộ con đường không thể đảo ngược của Ukraine hướng tới sự hội nhập hoàn toàn vào châu Âu Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên NATO. Trước đó cũng trong tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng với EU và NATO nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức của các đồng minh. Tuyên bố chung của G7 cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và trả tự do cho các con tin Israel vẫn bị lực lượng Hamas bắt giữ, nhấn mạnh các cuộc tấn công và trả thù có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng không thể kiểm soát ở Trung Đông bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin cho biết ông muốn israel giảm bớt cường độ các cuộc không kích vào beirut và khẳng định israel đã nói với mỹ rằng họ không có ý định nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc ở liban tương tự tại gaza chúng tôi tiếp tục cho rằng số thương vong của dân thường là quá cao chúng tôi muốn israel giảm bớt một số cuộc tấn công mà họ đang thực hiện đặc biệt là ở và xung quanh thủ đô beirut chúng tôi muốn mọi thứ chuyển sang một số loại đàm phán cho phép thường dân ở cả hai biên giới trở về nhà của họ Italy là một trong những nước đóng góp chính cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Liban để giám sát tình hình dọc theo đường phân định biên giới với Israel. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hôm 18 tháng 10 đã đến thăm Liban và Jordan. Khi các bộ trưởng quốc phòng G7 nhóm họp, rất đông người biểu tình tập trung dưới trời mưa, tuần hành qua trung tâm thành phố Napoli, cầm cờ Palestine và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột tại Gaza. Một số vụ đụng độ nhỏ giữa người biểu tình và cảnh sát đã được ghi nhận. Mỹ có thể đồng ý để NATO mời Ukraine gia nhập nếu bà Harris thắng cử. Truyền thông phương Tây nói rằng, nếu ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris thắng cử vào ngày 5 tháng 11, bà có thể sẽ đồng ý để NATO gửi lời mời Ukraine gia nhập Liên minh quân sự. Báo Pháp Le Monde dẫn nguồn thạo tin cho hay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như không có ý định phản đối một cách mạnh mẽ đối với việc NATO mời Ukraine gia nhập. Nguồn tin cho hay, nếu bà Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, Mỹ có thể bắt đầu thực hiện các bước đi theo hướng đó. Theo Le Monde, ông Biden đã tận dụng chuyến thăm ngắn tới Berlin vào ngày 18 tháng 10 để thảo luận với thủ tướng Đức Olaf Scholz, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Anh Keir Starmer về các vấn đề hiện tại liên quan đến Ukraine và Trung Đông. Bốn nhà lãnh đạo đã thảo luận về kế hoạch chiến thắng mà tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày với họ trong những tuần gần đây. Đứng đầu danh sách các chủ đề được mang ra bàn bạc là việc NATO gửi lời mời Ukraine gia nhập. Ukraine đã bày tỏ mong muốn được Liên minh mời gia nhập trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ. Dù quá trình kết nạp sẽ còn kéo dài và Ukraine sẽ phải thực hiện nhiều điều kiện, tuy nhiên kỹ ép cho rằng một lời mời chính thức từ Liên minh thể hiện cam kết tới Ukraine về vị trí của nước này trong nền tảng an ninh phương Tây. Theo Le Monde, Mỹ và Đức tới nay vẫn chưa đồng ý với việc mở rộng NATO để kết nạp Ukraine, trong khi Pháp và Anh dường như có quan điểm cởi mở hơn với phương án này. Tuy nhiên, báo Pháp nói rằng Mỹ không phản đối quá mạnh mẽ với việc mời Ukraine vào NATO. Theo nguồn tin, nếu Harris thắng cử, ông Biden có thể sẽ xúc tiến việc mời Ukraine vào NATO trong giai đoạn chuyển giao quyền lực. Báo Pháp cũng nhấn mạnh, quyết định mời Ukraine vào NATO hay không cần có sự đồng thuận của toàn bộ 32 nước thành viên của liên minh. Cho tới nay, thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và Slovakia có thể là trở ngại của Ukraine trong triển vọng được chính thức gửi lời mời gia nhập NATO. Trước đó, thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết ông cảm thấy lo ngại trước kế hoạch chiến thắng của Ukraine, bao gồm việc NATO gửi lời mời Ukraine gia nhập ngay lập tức. Theo ông Orbán, kế hoạch này là không khả thi và Hungary sẽ không ủng hộ phương án này. Trong khi đó, khi thăm ép vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot nói rằng Paris cởi mở với ý tưởng mời Ukraine gia nhập NATO. Đức và Anh sẽ ký hợp ước quốc phòng lịch sử. Tờ Sunday Times ngày 20 tháng 10 đưa tin, Anh và Đức sẽ ký một thỏa thuận quốc phòng song phương vào tuần này, mở đường cho cả hai quốc gia tăng cường các cuộc tập trận quân sự gần biên giới Nga. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Anh và Đức sẽ hợp tác về mua sắm và phát triển vũ khí, với thỏa thuận này đóng vai trò là bước đầu tiên cho một thỏa thuận lớn hơn giữa Anh và Liên minh châu Âu EU vào năm tới. Tờ báo lưu ý rằng, Hiệp ước này dự kiến sẽ cho phép lực lượng Anh và Đức tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung tại biên giới phía đông của NATO với Nga, rất có thể là Estonia và Litva mà không đưa ra thêm lời giải thích nào. Sunday Times cũng dẫn lời bộ trưởng Quốc phòng Anh, John Haley nói rằng, thỏa thuận này được mô phỏng theo thỏa thuận Lancaster House năm 2010 giữa Anh và Pháp. Theo thỏa thuận này, Anh và Pháp cam kết thành lập một lực lượng viện trợ chung để tham gia các cuộc tập trận quân sự hợp tác phát triển máy bay không người lái và công nghệ tàu ngầm và chia sẻ dữ liệu vũ khí hạt nhân với nhau. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài hai ngày ở Brussels tuần này, ông Haley cũng thông báo rằng quân đội Anh đồn trú tại Estonia sẽ nhận được thiết bị tác chiến máy bay không người lái mới và được đào tạo, và rằng Anh sẽ hợp tác với Đức, Pháp, Ba Lan và Ý để tạo ra tên lửa tầm xa mới cho Ukraine. Anh và Đức đã tham gia các cuộc tập trận của NATO, chẳng hạn như cuộc tập trận Steadfast Defender năm nay được tiến hành gần biên giới phía tây của Nga. Steadfast Defender có sự tham gia của 90.000 quân từ tất cả 32 quốc gia NATO. Ngoài các cuộc tập trận đa phương này, Berlin còn tham gia các cuộc tập trận song phương quy mô nhỏ hơn, chẳng hạn như cuộc tập trận Grand Quadriga của Đức với Litva vào đông năm nay và cuộc tập trận Hồ Baltic với Estonia vào năm 2022. Bài báo của tờ Sunday Times cho rằng Anh có thể tham gia các cuộc tập trận này sau khi thỏa thuận mới được ký kết cảm ơn các bạn đã đón xem video nếu thấy video hay và thú vị đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo